Con nghe mày nói không? Họ rớt xuống mày đến đầu con nha. Nhiều chuyện thiệt chứ. Ngon không mấy dâu? Mấy dâu ơi, con ăn ngon không mấy dâu? Dâu. Mẹ luôn cắt cho. Cảm ơn. Dở hơn em nữa. Mày làm mình cho em được. Con không ăn thôi. Dở à. Nãy hết sô-cô-la rồi chị ơi. Nãy không chịu ăn. Con ăn cái gì vậy? Con phá cho con ăn cái gì chà. Có bao giờ mà con ăn cái gì ngon lành không? Thôi được rồi, dẹp đi nha, mẹ đánh đòn à. Cái gì? Cái gì ngon? Ngon đâu mà ngon. À, lấy phơi nó. Kem luôn, khỏi vậy luôn. Kem mà ăn gì? Thôi đi trà đừng có bóc gì nữa. Sao dâu két áo như vậy dâu? Không biết cho em nha. Để mẹ ăn. Em có rồi. Em à ăn rồi. Hả? Hết sô cô la rồi hả? Nữa không? Trời, yeah, đừng lên giường, đừng lên giường, mẹ dẫn đi ra là mình đã.